Những đồ này ở đây là người ta gửi về Việt Nam á, qua quá trời nhiều luôn nè. Mà người ta sẽ nói là trong 2 tuần người ta sẽ có. Ông bà chú Mason mới đi học về, Mason mới lên xe nè. Em bà mẹ ơi, mẹ quan bánh ông quan được không? Ở con muốn ăn bánh bông lan hả? Dạ. Chuyện nhỏ, ok, bây giờ má mì với con đi gửi đồ về cho Út Thảo nha. Dạ. Rồi xong cái bắt đầu mình đi làm bánh bông lan, ok? Dạ, nè. Ok. Rồi bây giờ con ra sao con ngồi nha, ngồi đây cảnh sát bắt, ok? Ngồi nha con. Dạ. Em mới đón con của em về cái nhà. Con em kêu làm bánh bông lan cho bé ăn. Bé hay ăn bánh bông lan lắm. Mỗi lần làm ha là một dĩa đầy dung dĩa. Rồi cắt ra rồi bé ăn kỹ lắm. Cái đó có thể là em đem vô cho con em đi học cũng được ở cái nhà. Ăn cái đó là giống như kiểu mà ăn chơi chơi á, chứ ăn no chắc không có no đâu ha. Rồi bây giờ em sẽ đi lại đằng cái chỗ mà gửi đồ về Việt Nam cái nhà. Em quay sơ sơ cho cái nhà xem gửi đồ bên Mỹ về Việt Nam nha. Bây giờ thì cái mùa này nó sắp hết mùa thu rồi, giờ thì bắt đầu nó chuyển qua mùa đông rồi đó. Cái nhà nhìn thì cũng thấy là cái bầu trời nó cũng hẩm hiu, nó không có một chút nắng nào ha. Rồi thì bây giờ cũng đến rồi nè cả nhà. Nhìn từ xa thì cái nhà thấy cái chữ Đức Việt, chỗ đó là gửi tiền hay là gửi tất cả đồ ở bên Mỹ về Việt Nam á. Chỗ này thì người ta mới là về lại đây á, chứ mấy lúc trước là không phải chỗ này đâu, cái chỗ nhỏ hơn một chút. Uống á, chị em gửi hai củ này về cho ba uống nè. Sữa, sữa này là dạng sữa cho người lớn á. Và có cái kẹo nè. Kẹo này ngậm á là giúp cho mình đỡ ho rất là nhiều luôn á. Và ở đây là xương khớp nè. Kẹo luôn. Và kem chải đánh răng. Cũng như mấy cái áo này nè cả nhà. Khi mình đem đồ lại đây để mình gửi đó, thì ở trong đây á, nhân viên sẽ đưa cho mình một cái miếng bảng này. Và trong đây nó kêu mà mình ghi những cái mặt hàng có gì đó. Mà cả nhà nhớ là ghi cho đúng nha. Và nếu mà muốn cho chắc chắn hơn nữa thì mình ghi xong thì mình sẽ chụp màn hình lại. Nhiều khi á, hàng của mình nó chưa đến mình á, nhưng mà nhiều khi nó lưu lạc ở đâu á, thì người ta có thể người ta gọi cho mình và mình biết cái mặt hàng của mình á, có những gì những gì. Những đồ này ở đây là người ta gửi về Việt Nam á, qua quá trời nhiều luôn nè. Không chỉ ở trong đây là chỉ là gửi đồ về Việt Nam đâu nha, mà trong đây người ta có làm thế, mua bán đất nhà cửa nữa nè. Cái tấm bảng màu vàng này là phí chuyển tiền á. Trên đây á, thì người ta cũng có để một cái bảng giá cho mình biết nè. Còn ở chỗ này người ta sẽ đóng thùng để chuyển hàng hóa về Việt Nam á. Đây nè cả nhà, cái receipt em mới gửi đồ nè. Mới nãy em đi vô trong Đức Việt em gửi đồ về Việt Nam á. Nói chung là gửi cũng không có nhiều. Tại vì cái nhà biết là nhà em hay gửi lắc chắc nói ngắt như vậy á. Trước khi vô thì mình phải hỏi cái giá cả của trong đó chạc như thế nào. Thì trong đó là một phao giống như là mình đi tỉnh á, là vòng vòng á, mình đi tỉnh á là nó xa, nó không có phải nằm khu vực Sài Gòn á, thì là 3 đồng 75 sen. Còn nếu mình đi Sài Gòn á, ở trong Sài Gòn thì 3 đồng 32 sen. Đó, mà người ta sẽ nói là trong 2 tuần người ta sẽ có hàng ở trong Việt Nam cho mình. Vậy làm thủ tục cũng giống như là mình người ta hỏi cái địa chỉ của mình rồi cái tên của mình thôi, rồi cái email thôi. Có gì người ta hàng trục chặt cái gì á thì người ta sẽ email cho mình biết á cái nhà. Rồi một hồi á thì mình đọc cái địa chỉ của người nhận ở Việt Nam, người tên vậy thôi à. Không gì khó khăn, mà trong đó người ta, trong đó cái nhà là người ta mới mở những cái chỗ bự ra, chứ ngày xưa nhỏ, còn nhỏ. Và bây giờ trong đó nó có là cái thuế nè, bán nhà đất nè, cũng nằm trong đó luôn, rất là tiện luôn á nha. Cũng nằm vòng mấy cái khu ăn uống luôn á. Ta thường những cái chỗ gửi đồ á thì người ta sẽ bán những cái mặt hàng để gửi Việt Nam, giống như hột quẹt Jibbo nè, rồi mấy cái sữa Ensure nè. Sữa Ensure không phải là Pedisure nha, Ensure mà giống như của người lớn tuổi mà bị tiểu đường á nha, mà uống có tốt á. Rồi có dầu gió nè, rồi thuốc chống đột quỵ, rồi đầy đủ thuốc hết trơn á, nhập nhầm trong đó hết luôn á. Vòng vòng khúc đó nữa thì có những cái quán ăn đó, cái nhà quán ăn phở, ốc lẩu quán, neo chỗ đó đó. Kế bên nữa thì có chợ Việt Nam đó, cái nhà rất là tiện ha. Bởi vì em gửi đồ chỗ nào mà nó tiện cho em thì em thích đi lắm. Một tí về em sẽ làm cái bánh bông lan hả con? Tí em về em làm bánh bông lan, em sẽ quay cho cái nhà xem cách em làm bánh bông lan nha. Nói chung là cũng không có lâu rồi, em không có làm lại, không biết còn có lục nghề hay không nha. Tí gặp cả nhà sau.
bác chú ăn ý con. Nè con ăn đi. Dạ. Cả nhà nhìn nè, cái bánh của em á làm nó có độ xốp nữa thấy không? Xốp mà nó mịn lắm luôn á. Ăn ngọt vừa phải lắm. Em bỏ 100 đường mà được bột đường á cả nhà. Em làm bột đường á cho nên nó hơi mịn bánh nè cả nhà nhìn thấy không? Giống như ở Việt Nam mình có gọi là bánh thẩn á cả nhà. Giống như y hệt vậy á, con ăn cho bà cô thấy đi. Ngon không? Dạ, yeah, bánh nếm mà. Nú ra xin mời ông bà cô chú nha. Mấy đứa này nó đầu dành ăn hết trơn. Bây giờ em ăn review cho ông bà cô chú coi nha. Đây nè, nguyên cái bánh luôn nè cả nhà. Đây là yêu cầu của anh lớn và anh nhỏ, là hồi bữa em thấy anh nhỏ anh ăn á, cho nên em thấy là chắc bé này mới thích ăn cho nên ăn. Cháu em cũng ăn luôn. Nú ra mời nha. Đây, cái bánh đó của em nó xốp nè, ở trong nó xốp nè, nó có một cái độ đàn hồi lắm nè, đó. Em mời nha, đây nè, đó. Hai mà cái chú. Nó ngọt vừa phải lắm, em bắt là người ta sẽ làm đường đường bình thường không? Em làm nè, em làm nè, giống như đường bột á. Nó giúp cho bánh nó mịn nè. Tại vì cái này á, mình làm bánh bông lan á, mà mình lấy cái đường bột á, là nó sẽ mịn cái bánh, cái nhạt nhìn cũng thấy bệt mịn nè. Cái này bong bóng vì lý do là em đập á, em gõ là em đập chưa tới á, cho nên nó hơi bị gỗ cái khúc này nè. Ở cái nhà nhìn nó món rất là ngon luôn á. Cái này hồi em cầm qua cho chị em, lúc này chị em ăn thử. Cái món này á làm nó cũng không có phải là dễ đâu cả nhà, phải mình phải chịu khó mình đánh lòng trứng á, mà lòng trứng á mà nó không có bông á là bị sẹp, mình nướng sẽ bị sẹp. Ngày xưa em ăn mấy cái này nè, ở Việt Nam đâu biết làm không, em mua ở Việt Nam có bánh thuận á nha, giống kiểu này nè, khoắn không nè. À mẹ đi ả à. À nó ăn bà của chú chưa? Hôm nay nguyên gia đình mặc đồ áo phi bóng luôn cả nhà. Đây nè, giờ em đi qua bên nhà chị của em, sẽ chị em sẽ làm cái bấm tay giùm em á, tí em gặp ở nhà sau nha. Bye 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 bye, nói tí see you bà cô chú, đúng rồi, I love you, bye bye. Được không? Ngon ạ, ngon. Ăn có ngọt không? Nè, ăn coi thử cái em anh. Review đi nè. Ở chết ta, mẹ quả chè. Review đi ăn sao? Ngon. Ngon, ngọt vừa phải không? Mà nó mịn cho hết là độ đàn hồi dữ ha. Hai chị em làm nail ở nhà nè. Ở bên Mỹ này nếu như không đi làm nail thì ở nhà thì ai mà có gia đình nào mà có làm nail ở nhà thì tự người nhà làm cho mình à. Ví dụ như mấy cái bàn tay này nè, mình đi ra ngoài làm nó cũng mấy chục đô gần cái trăm á hả. Mà bây giờ tin thầy buổi khó khăn hết lắm nhà. Nó giỡn chứ đó giờ làm ở nhà không phải nhà. Thường em đi làm nail á thì có mượn nhau. Có anh và có chị nào hay cô nào á làm nail thì cùng mình á, thì mình nhờ anh chị đó làm nail giùm cho mình. Bây giờ em không có đi làm nail nữa đó. Thì giờ chị em có đi làm nail thì những lúc mà chị rảnh á cái chị làm nail cho em. Mà làm nó cái nhà. Chị em mới làm cho mẹ em xong. Mà làm mà phải em phải ý kiến cái cò nữa đó. Làm cho phi không mà cũng phải ý kiến cái nhà. Em dán móng giả. Tại em móng em có rồi nhưng mà em muốn cho hơi dài dài tí. Đây là cái móng tay em là chuẩn bị hoàn thành nhưng mà chưa hoàn thành nè cả nhà. Màu này là màu rau á, rau của Christmas. Bây giờ là sẽ sơn cái nước mà cho nó khô quá cả nhà, cho khô cái móng á. Activate đúng không? Cái màu này á là Mỹ trắng mà sơn lên nó rất là trắng luôn, nhưng mà người Mỹ trắng người ta không thích da người ta trắng không, nhiều người ta đi tan luôn á. Còn như mình á, người Việt mình á thì lúc nào cũng ưa chuộng màu trắng hơn không, mà đi qua đây lại không thích trắng luôn á. Như cái móng này ra ngoài nhiêu hả? 58 đồng, tiệm chị là lấy cái này 58 đồng, giá hữu nghị 58 đồng nha cả nhà.
quá trời đẹp luôn nè. Almond sip, sip almond, almond sip. Hai. Cho thay quần rồi. Chắc lụn quá nên. Tay đã chừng xuống. Cái tan vô màu này trắng quá. Sẵn sâu da luôn. Đẹp không? Xong bàn tay. Giá 58 đô. Là đây bên tiếp Mỹ nha cả nhà. Đồng. Tiếp thêm 15 đồng nữa. Ai đó, khách chị nhiều khi 10 đồng, 15 đồng, 20 đồng. Đây đó cái nhà. Ở bên Mỹ vậy đó cái nhà, nếu như mình đi ra ngoài là cái giá là 58 đô tùy theo những cái tiệm nail người ta lấy giá khác nhau, chứ không phải là giá này là tiệm nào cũng vậy đâu nha, tùy theo mỗi một cái tiệm. Nhưng cái này chị em làm nhà thấy đỡ tốn tiền không? Thường là chị em hay làm nail ở nhà cho em lắm. Ok, Nora xin chúc cho tất cả mọi người có một ngày tràn đầy năng lượng nha. Hẹn gặp tất cả mọi người video kế tiếp. Bye bye, nhớ đăng ký và like, share kênh ủng hộ em nha. Bye bye. Bây giờ hiện tại bên em á cả nhà 11:50 nè. Em từ nhà của chị em chạy về á, thì cả nhà nhìn nè, có lâu lâu có một chiếc xe và nãy giờ là không có chiếc xe nào luôn, nó vắng như vậy cả nhà. Mà ở bên Mỹ á cả nhà, bây giờ này là ra đường không thấy ai á. Việt Nam mình còn leo quen người vui ha. Bên đây là mạnh ai là nấy vô nhà từ lâu rồi đó. Ông bà cô chú ăn cùng với lại Nora nha. Em làm xong á là lấy ra em cắt liền ở cái nhà, tại vì cái này á em để ngày mai cho con em ăn á, tại bé rất là thích ăn cái món này luôn á. Bánh này nè bé rất là thích luôn. Và em sẽ xé ra cho cái nhà xem ở trong nha. Đây nè. Cả nhà nhìn thấy không đó? Tại nó rổ cái này á là vì lý do là nhiều cái giống như là mấy cái bong bóng em đập xuống chưa bể bọt khí á cả nhà. Em xé ra nha. Nó xốp quá trời xốp luôn nè. Đây, trời đất ơi. Xốp từ bên trong nè. Nhưng mà cái nhà biết không, cái bánh này nè, thấy vậy nó rất là khó làm lắm nha. Nếu như nhiều người ta mà không có đánh được cái lòng trắng nó giống như đúng á, thì mình bỏ vô bánh nó sẽ bị xẹp xuống. Nó xẹp là nó không có thể nào mà nó bong giống như vậy đâu cái nhà. Em mời cái nhà ăn nha. Rất là ngon luôn. Em mới làm, em mới quay cho cái nhà xem cái công thức của em làm á. Bấy lâu nay em làm những y chang một cái công thức là sữa tươi cái nhà, mà không đường mà em mua cái loại mà sữa tươi béo á, ăn rất là béo. Thường mình làm là 100g bột thì mình làm 100g đường. Đó, cái nhà làm hai cái nó giống nhau như vậy thì ra cái miếng bánh nó rất là ngon luôn á. Em bảo đảm cái nhà làm theo cái công thức này rất là ngon luôn nha. Cái này á em làm nè để cho con em á đi học á, em bỏ vô trong mấy cái bịch á hay cái hộp á cho con đem theo ăn giống như ăn chơi buổi trưa cái nhà, tại vì ở trong trường có cho ăn nữa. Mà con em á là hay yêu cầu của con em là nè, mẹ ơi mẹ có muốn mẹ làm bánh bô quang được không? Mẹ con em nói như vậy đó, con em bị đớt mà. Bé nói thấy thường lắm cả nhà. Cho nên đó, những cái gì em không biết là em điều lên YouTube á, em coi, em tìm tòi em làm cho coi mà con em thích ăn là em đều làm, nếu không biết cũng làm từ từ, giống như cái gì cũng vậy cả nhà. Mình làm bận đầu nó không có đúng á thì mình làm 2-3 lần nữa thì nó sẽ đúng. Lúc đầu thì làm không ngon thì làm từ từ mình sẽ làm ngon. Cái bánh này nè em làm mấy năm rồi đó, mấy năm về trước á là em làm cho bé ăn rồi đó. Là lúc đó em làm là kiểu bánh của Nhật á, cái nhà có phô mai á, là cũng làm công thức trong vậy nhưng mà nó khác nha, là nó có phô mai nè và nó có giống như cam á, mà cam một là mình lấy cam mài còn hai là mình lấy chanh
mình nạo ra cho nó diễn là diễn á, cái mình đem vô đây mình cứ đánh nó lên đó, nó khác nhau điểm đó, nhưng mà cái bánh đó nó ăn đó là nó béo hơn, và cái bánh đó là mình sẽ cách thủy, còn cái này là em không cách thủy. Cách thủy ở đây là giống như là mình bỏ nước ở dưới á rồi cho cái hơi nó bốc lên á, là cái bánh mình ăn nó không bị khô. Mà cái bánh này nè, hiện tại em đang ăn là bánh bông lan. Bánh bông lan này là của đơn giản ngày xưa của nhiều người cô chú anh chị làm đó, nhưng mà cái bánh này của em nó không bị khô nha cả nhà. Cái nhà làm thử công thức giống như của em đi, không bao giờ khô và không bao giờ ngọt, ơi là ngọt, rất rất là ngon luôn á. Cái nhà làm thử đi nha, thử các em có nói đúng không. Em đã làm bị hư nhiều lần rồi, cho nên em có một cái kinh nghiệm về cái đồ ăn đó. Giống như thí dụ em làm cái món đó đi mà bị hư đi đúng không, thì em sẽ làm lại, em sẽ rút kinh nghiệm lại, áp dụng công thức của em đi, nó không bị nghẹn cổ luôn. Nó rất là mềm, xốp luôn á. Nó vàng đều đúng không? Mấy cái này mới nãy em cắt ra, lỡ tay nó rớt ra. Nó vàng đều đúng không? Nó xốp, ơi là xốp luôn á. Ăn cái bánh này mà em nhớ lại ba em á, rất là thích ăn bánh lòng nướng. Mà cái nhà biết không, ngày xưa ở Việt Nam á, có cô chú anh chị nào á, đi rảo rảo xe á, bán bánh thẩn á cả nhà, hay là mình đội trên đầu mình có cái mâm á, bánh thẩn á, cái bánh á ăn ngon lắm nha. Ba em á thích ăn cái món đó. Mới nãy á, em có cầm đi qua nhà chị em á, cho một hộp nhỏ cho nhà chị em ăn, mẹ ăn mẹ nó khen ngon. Em nói chị em ăn cũng khen ngon. Không phải là nhà làm mà khen ngon, mà cả nhà thử cái công thức của em đi, nếu như sai, nếu mà không ngon thì tất nhiên em review xạo rồi, em nói dốc rồi phải không. Nhưng mà cả nhà thử công thức của em đi, rất là ngon luôn á. Cái này mình làm cho con mình đi học nè, hay là con mình không đi học ở nhà đó, ăn cái này chơi vui cũng ok lắm á nha. Nhiều khi bạn bè lại cái mình làm cái bánh này nè, ăn uống trà đại khái là vậy á. Làm hai khuôn rồi đó cả nhà, khuôn là khuôn thứ hai rồi đó, khuôn thứ hai ăn hết rồi, còn này nè mới làm ra lò luôn. Để nó chừng ngày mai cho con em ăn nữa, con em ăn hết cái khay rồi. Em bye bye nha.